Chị nhớ là tập trước chị nhả nước miếng em không? Nhả nước miếng em bậy bạ chứ không bao giờ chị chơi trò nhả nước miếng. Quăng bột xong phun bẹt dính luôn. Chị thì tôi đã có ác chủ bài chơi với anh. Giờ tôi đâu có cần ra tay nó được. Thôi em nói hay quá, em cũng thua Riz đó. Riz lâu lâu chơi một lần. Trời ơi, mọi người ơi, Riz chơi cái gì mà toàn đứng lên rồi đi. Mà trong khi được sự hỗ trợ của ông chú già này. Mọi người thấy không, Riz là... Em nói không biết ngại, em á. Ngon quá à, ngủ lâu rồi. Oh no. Bé Phan biết anh thân với Ngọc không? Gửi lời tới mấy bé Phan với Dương Lan Ngọc là anh luật cảm ơn Cherry nha, anh luật cũng thích ăn lắm. Biết địa chỉ nhà anh chưa vậy? Biết địa chỉ nhà anh chưa vậy? Trời ơi! Lê Quỳnh Thiên Ngân! Em ơi, nhanh em ơi! Mọi người chờ từ nãy giờ 45 phút rồi Ngân ơi! Hàng tôi đặt trên mạng, thực tế tôi nhận được. Anh bớt cái này, lát hơn bớt là lò cái kim chích mông em nha. Ơi, anh xây chỉ dùng kim luôn đi anh ơi. Lần nào em cũng chung đội với anh luật không Maris? Lần nào cũng thắng. Đâu có rồi. Vậy là do em rồi. Hôm qua là một ngày đại thắng của tôi đó nha. Thắng 2 số. 2 số. Thắng 2 số mà số thứ 2 thắng cũng như thua. Có lấy bộ có chét anh từ lưa cũng vậy đó. Nâng á. Chơi thua rồi quạo lấy bộ chét lên người. Em có bao giờ em quạo với anh không anh được. Nhưng mà anh nhớ trước đó em làm theo muốn của anh thôi. Anh nói anh muốn thua chung. Anh nhớ chưa? Tại vì anh nghĩ là nếu thắng thì cũng như thua, cho nên giờ thua thì thua chung. Ai biết chương trình cho bốc số, cũng không may mắn tại em xui. Em đòi đấu với tôi đầu tiên em nhớ không? Em đấu với tôi đầu tiên. Xong rồi em bốc con số cũng khá lớn. Số 27. Bột than tre trộn với nước, trộn với bột năng, trộn với lại trứng. Một lần là thao, đổ lên đầu đổ xuống. Em tưởng một nắm thôi chứ không, một thao em, một thao. Gì mà chưa chơi nghe thắng như thua mà thua là như thua luôn. Em quay 7 nụ cười xuân mà em làm tóc lâu mà. Được rồi. Anh Lực, Rít nó nói là tóc của nó phải làm 2 tiếng mới xong đó anh Lực. Trời ơi, làm vậy là hết chứ tóc anh là phải làm 3 tiếng rưỡi á. Nhưng mà tới với 7 nụ mà làm tóc 2 tiếng cũng vậy anh Lực ơi. Gì? Tới với chương trình mình làm tóc lâu để làm gì? Con cũng thấy về gọi rồi. Em làm càng kỹ là em gọi càng cực á. Đúng, đúng. Tại vì mà bồn của nó không có dính vô tóc mà nó ngắm vô da đầu á. Đúng. Rồi quện với keo nữa. Quện với keo nữa. Trời ơi, còn gì bằng. Ủa keo nữa anh. Keo. Tới công tới chuyện mình. Đầy đủ hết em. Mày thấy được cái cảnh tàn khốc hôm qua anh Lực đổ cái thao. Mình có chơi keo con chó không em? Cái đó là cái lỗi em. Hai cũng nói là quay game 7 nụ vui lắm. Không có nhiều áp lực không? Chúng tôi rất áp lực mọi người. Khi chơi là không có chuyện là nhường nhịn đâu nha mọi người. Đừng có thấy trên hình là nhường nhịn không, không có nhường nhịn. Nhanh lên, nhanh lên. Có sao không? Chết ông anh tôi rồi. Không sao, không sao, không sao. Chết ông anh tôi. Không sao, không sao. Bây giờ gạt tay, bây giờ gạt tay. Chứng tỏ là cái người coi Thiên Ngân nè. Nhìn đi.
Chứ Ngân làm gì tôi. Gửi lại ba ngón tay của anh em rồi. Được, cảm ơn Trân nha. Trời ơi, bị đặt làm gì cũng biết nữa. Đúng rồi. Làm cho anh đi chơi ngoài đường đó mà. Anh về đây chạy với em tôi làm xíu, anh bị đập giùm đá. Mà anh này cái gì? Kiến cắn gãi rồi ra ghẻ. Mà kêu này nọ tứa máu rồi đi là thôi anh mất đành màu đi luật ơi. Trong đây có ai bị thương gì đâu. Chỉ là bản thân chứ. Chơi tới chính từ bản thân. Bị tổn thương tinh thần nữa. Anh tưởng anh còn trai trẻ anh rồi. À! Mẹ này thiệt hả? Ủa chứ cái chân ta đau mà em đọc vô vậy em không em cái gì? Đó, không, em thấy không? Em cũng rất là bạn gái. Cái gì? Nè nha. Ủa bây giờ cái chân em đọc cũng đâu có bằng cái thang đó. Bật bên ngựa, chặn lại á. Trời ơi, mình cũng phải lượng sức mình. Mày đặt lên không tới thì thôi. Trời ơi. Còn trai trẻ. Nằm luôn, không phải nào. Nghe kiểm tra lại. Ây da, tôi không đau cái điều đó. Đau trong đây. Đau trong đây nè. Ô mẹ tôi con bé Ngân. Trời ơi, tưởng dữ dội lắm. Cũng bị nó giục trên tay. Rồi ngày hôm nay thì thua ở cái game này. Thôi kệ tôi đi, mệt quá. Trời ơi. Anh dưới cơ, dưới màu Ngân. Vậy thì tôi đã có ác chủ bài chơi với anh. Giờ tôi đâu có cần ra tay nó được. Thôi em nói hay quá, em cũng thua Riz đó. Riz lâu lâu chơi một lần. Trời ơi, mọi người ơi, Riz chơi cái gì mà toàn đứng lên rồi đi. Mà trong khi được sự hỗ trợ của ông chú già này. Mọi người thấy không, Riz là... Em nói không biết ngại, em á. Anh đứng đâu chi luôn, em qua cái mông của chúng mình cũng không ngờ luôn á. Anh sao không nha? Này, sao á là... Là do anh nha. Em mua mời tất cả mọi người ok. Anh thì có thẻ miễn phí suốt đời rồi cho nên là... Tụi em không biết không? Không, em thích tiền cái thẻ đó. Thẻ của bên chỗ Lan Ngọc. Dạ à, đúng rồi. Đâu, anh thấy tin nhắn mà chứ. Ủa, anh chưa đọc tin nhắn đó hả? Thẻ đâu có sử dụng được nữa. Ủa, tại sao? Thì em đã nhắn tin nhắn rồi mà. Đứa nào nói thẻ miễn phí suốt đời. Trời ơi, làm gì có chuyện suốt đời. Sao có một lần thôi. Nghe đi. Ôi nó thấy ghê thiệt con. Ông lấy chậu chét cho mũi á. Không lại là chậu của anh của em á. Lại là một phần của mũi. Thành xẻ hả? Wow. Trời ơi. Thua. Ra đây đi. Ủa sao chị chưa thay đồ? Không, không. Ra tới đó rồi còn sống được đâu. Chị nhớ là tập trước chị nhả nước miếng em không? Nhả nước miếng em bậy bạ chứ. Không bao giờ chị cho trời nhả nước miếng. Quăng bọn xong phun dính luôn. Không, không có bậy. Chắc cái này. Dạ chứ còn. Mấy đứa. Bữa đó em về bán đấu giá. Phép thuật Queen. Biến à, biến à, biến à. Cái này nó xuống cả na này luôn. Không tin được luôn. Không tin được luôn. Không có vậy chứ. Sao vậy? Mới xin nghỉ luôn. Mới xin nghỉ luôn. Xin nghỉ rồi. 1 giờ lên xe bây giờ mấy giờ? 12 giờ. 1 giờ về. Một xíu nữa chị kêu bỏ lên xe luôn. Xe qua đó. Qua đây luôn đúng không? Bằng em. Thiệt không? Quá trời quá đất rồi. Giao lưu được mấy cái thẻ. Giao lưu. Vậy thì nhớ nha, nhớ chút cho về sớm giùm chị nha, bé này phải về Bình Phước lần đó em. Dạ, bé nó gần. Đúng rồi. Được chưa? Trời ơi. Vô đây. Ai thua cộng bé ơi. Người ta là cô Tiên. Cô Tiên. Mày đi luôn, phải gì mà sao nhỏ. Này cô Tiên gặp đây, cô Tiên. Thì đó, hồi nãy em gặp này. Nhưng mà sao tự nhiên đây đây. Đang sang quá trời. Đi đây liền chứ. Hát phép là cô Tiên. Tiếp tục quyền biến hình. Lúc đầu vô là thấy bà Tiên á, mà đi đứng nói chuyện hồi giống bà Tiên. Hồi giống bà Tiên quá. Ông bà con đi con không? Anh qua anh cho anh dây nước kìa. Thôi, nhìn qua anh chỉ định nước ăn thịt bà Tiên. Ăn thịt bà Tiên.
Hôm nay em chết dèm, chết dèm. Em nên ngồi yên cho em ăn ổn, ăn hết cái đồ vẫn ngon nữa thôi. Thôi anh ăn hết rồi mà. Nước cho anh ăn hết đồ. Em kê đồ anh ăn hết rồi mà. Khoảng cho anh Vinh nha. Hồng chứ anh Vinh đi dài vậy đó. Đưa em uống. Mình khó lắm. Em giống nằm võng quá hả? Em biết là em chạy nhanh quá mà buồn chị xui lắm không ổng. Em thật là em. Hai đang em gì? Nó chưa hết rồi. Hết thì không hết thì cũng xui được. Mày bị cái gì? Mày đi Mỹ vậy nè. Mày đau tới bây giờ luôn á. Từ lúc đi Mỹ giờ thấy đau xương cốt á. Thấy không anh không? À đó. Dẻo dai hơn chứ nói vậy. Phải không? Dẻo dai hơn chứ. Em thích kiểu đấu với tôi lắm. Nhưng mà có bao giờ em là đối thủ của tôi đâu. Tại vì em giường anh thôi. Nhồi vậy giường nhiều mùa chứ kính. Mùa này em khác rồi. Anh tính như vậy đó mà ông lộn đu theo mà lộn rớt luôn. Hồi nãy ví dụ mà còn bé Ngọc thì còn quả mai vừa thấy ông nhìn rớt thấy bé Ngọc lòng. Rồi đại chiến đại chiến nhà mình lại chỉ có hai người thôi.
Cái gì? Rồi bây giờ chị cũng giống như là ok vậy hả? Cầm giống như chị nghe hả? Cầm kia bị chích liền hết thì chị để mua hàng đó hả? Mười đứa là mình xí được ghế liền của năm bây giờ. Cái già hướng nè, già ốm quá trời, quay già đi. Chị về đây. Không dám quay luôn á. Quay già đi, máy không dám quay em luôn kìa.